Minasan, konnichiwa, học tiếng Nhật của Mao desu. Lâu lắm rồi thì mình mới quay một cái video như thế này. Chủ đề của video lần này thì như ở trong tiêu đề mình cũng có đề cập tới, đó là mình sẽ review về chiếc máy đọc sách Kindle này. Chiếc máy đọc sách Kindle này thì mình mới tậu cách đây được khoảng tầm 1 tháng đến hơn 1 tháng. Và thực sự nó rất là có ích và mình đã nghiền được khoảng tầm 3 đến 4 quyển sách bằng tiếng Nhật và một số quyển sách bằng tiếng Việt khác, và mình thấy nó rất là có ích và hôm nay muốn review nó cho mọi người. Trước tiên nói về công dụng của nó thì như các bạn đã biết thì công dụng của nó rất là nhỏ gọn và có thể mang đi bất cứ nơi đâu. Nếu như mà mình học ngoại ngữ và học tiếng Nhật thì hầu hết các cái sách ngoại ngữ thì rất là đắt và mình rất là khó mà có thể mua, hoặc là để mà mua được những cái cuốn sách thì cũng chờ rất là lâu này, hoặc là phải nhờ người thân hoặc là mua từ trên trực tiếp từ Amazon về. Thì qua cái chiếc máy Kindle này thì mình có thể giảm bớt được cái việc đó. Nếu như mà chúng mình muốn đọc cuốn sách nào thì có thể trực tiếp lên trên Amazon và mua cũng như là tải nó về cái máy Kindle này để mình có thể mang đi bất cứ nơi đâu và đọc nó ở bất cứ lúc nào. Mình có cái sở thích đọc sách thì từ rất lâu rồi. Đối với sách tiếng Việt thì đọc rất là nhiều, nhưng mà với sách tiếng Nhật thì cũng không có nhiều thời gian cũng như là chưa có nhiều hứng thú lắm để mà đọc được nhiều quyển. Thì trong một năm trở lại đây thì mình mong muốn là cái việc đọc sách của mình nó được cải thiện hơn về tiếng Nhật, nên là mình đã quyết tâm đầu tư chiếc máy này để đọc được nhiều sách ngoại ngữ hơn. Cuốn sách đầu tiên mà mình đã đọc ở trên cái Kindle này ấy, đó là cuốn Lối sống tối giản của người Nhật đã được dịch sang thuần tiếng Việt. Thì khi mà được nhận cái file mềm về cái cuốn tiếng Nhật của chính tác giả ở trên cái cuốn sách Kindle này thì thực sự mình vô cùng là hứng thú. Và trong cái cuốn sách đấy, như mọi người ai đã từng đọc thì cũng biết được là cái phong cách sống tối giản là có thể giảm bớt được đồ đạc, và cái Kindle này giúp mình làm được việc đấy. Trong nhà mình thì có một cái giá sách rất là to, nhưng mà cái việc dọn dẹp cũng như là bụi bẩn nó bám là khiến cho mình là một người vô cùng lười dọn dẹp, mà trở nên coi như là thấy vô cùng bức bách với cái việc là hàng ngày phải dọn nó, nên là mình đã quyết tâm đầu tư chiếc máy này để ít phải dọn dẹp hơn và có thể áp dụng được cái lối sống tối giản của mình trong thời gian sắp tới. Sau đây thì mình sẽ review một số những cái lợi ích mà cuốn Kindle này đã mang lại cho mình trong một tháng sử dụng, và thấy rằng nó khá là tiện lợi với mình. Cái review đầu tiên mà mình thấy rằng là nó rất là gọn nhẹ và có thể mang được bất cứ nơi đâu. Thứ hai là sách ngoại ngữ hay là sách tiếng Nhật thì chúng mình có thể trực tiếp mua từ trên Amazon về, chỉ cần với lại thẻ tín dụng và chiếc Kindle này cùng một tài khoản ở trên Amazon là chúng mình có thể mua được bất cứ quyển sách nào, và giá thì nó sẽ rẻ hơn là so với sách giấy. Cái thứ ba đó là với sách tiếng Việt thì chúng mình cũng có thể lên trên mạng và tìm kiếm rất là nhiều nguồn, có thể tải về những cái cuốn sách miễn phí. Tuy nhiên là nếu như chúng mình có điều kiện thì hãy mua cái cuốn ebook của chính nhà xuất bản để ủng hộ tác giả nhé. Một cái lợi điểm nữa đối với cái Kindle này mà mình thấy vô cùng tâm đắc trong cái việc mà học tiếng Nhật cũng như là đọc sách ngoại ngữ, có thể là các bạn học tiếng Nhật hoặc các bạn học tiếng Anh hoặc là học bất cứ một thứ tiếng gì, thì chúng mình cũng đều có thể mua sách bằng thứ tiếng đó rồi đọc ở trên này. Thì ở trên này có một cái đặc điểm là sẽ có sẵn từ điển được cài ở trong chiếc máy, và khi mà bắt gặp bất cứ một cái từ mới nào thì chúng mình có thể trực tiếp tra từ điển và lưu cái từ mà mình đã tra đấy vào trong một cái Tango Cho ở trong chính cái chiếc máy này. Bây giờ mình sẽ cùng thử thao tác cho các bạn thấy nhé. Mình sẽ mở
Đây là cuốn sách mà mình đang đọc. Cuốn này thì có tên là Naze Anata no Shigoto ga Owaranai no ka, đó là lý do tại sao mà cái công việc của bạn lại chưa kết thúc. Thì trong cái cuốn này thì mình khi mà mình đọc ấy, giả dụ như là các bạn muốn tra cái từ từ này chẳng hạn, thì mình có thể chạm tay vào đây và bôi đen nó. Thì khi mà bôi đen nó thì cái phần từ điển Nhật Nhật ở đây, Nhật từ điển này mình dùng đang là từ điển Daiji Sen Japanese Dictionary, thì ở trong cái phần này nó sẽ đưa ra cái phần gợi ý từ điển cho mình, và sẽ tra cái từ Kiwameru ở đây có nghĩa là gì bằng Nhật Nhật luôn, và mình có thể nắm được cái cách đọc cũng như là cái ý nghĩa của cái từ đó trong cái quá trình mà mình đọc, sẽ không phải mất công khi mà mình tra giấy thì sẽ phải dở quyển nọ dở quyển kia, thì cũng khá là mất thời gian và khiến cho cái việc đọc của mình nó bị gián đoạn. Thì cái cuốn sách Kindle này sẽ giúp mình hạn chế được cái thời gian thao tác cũng như là có thể đọc một cách nhanh hơn khi mà muốn chuyển sang trang khác chẳng hạn. Ví dụ như là mình muốn tra cái từ này thì mình cũng ấn vào đây thì nó cũng sẽ ra những cái ý nghĩa của cái từ đó cho mình. Thì khi mà cái cuốn từ điển này có một cái rất hay, đó là mình thì làm trong ngành kỹ thuật thì mình sẽ biết được là ví dụ như là mình tra ở trên Google nhé, hoặc là tra ở trên các cái trang từ điển, thì nếu như mà mình không ấn chính xác cũng như là nhập chính xác cái từ mà mình định tra ấy, thì sẽ khiến cho cái việc mà mình tìm từ điển đúng với cái từ đấy thì cũng thỉnh thoảng nó sẽ bị ra lệch. Nhưng mà chúng mình không cần phải trực tiếp đổi cái đuôi động từ sang cái đuôi nguyên thể thì vẫn có thể tìm được đúng cái từ mà mình muốn tra. Ví dụ như là mình muốn tra từ này chẳng hạn, thì là nó là Subayaku đúng không ạ? Nhưng mà nó sẽ chuyển sang cho mình là gợi ý luôn cho mình cái từ mà mình cần tìm, nó là Subayai, là tính từ đuôi y. Khi mà mình đọc cả một cái cuốn sách thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều các cái từ mà mình được tra, và để mà ôn lại cũng như là đọc lại những cái từ mà mình đã gặp phải đấy, thì trong cái cuốn này nó có một cái phần đó là Tangocho. Tangocho như chúng mình nhìn thấy đây, thì trong cái phần Tangocho này nó sẽ có cái danh sách những cái từ mà mình đã tra. Thì đây là toàn bộ những cái danh sách từ mà mình đã tra trong cái quá trình mà mình đọc sách, thì có rất là nhiều. Chúng mình có thể xem theo cái dạng từ như thế này, hoặc là xem theo dạng là flashcards. Với flashcards như này thì là nó sẽ có thứ nhất là từ này, thứ hai là cái phần ví dụ tương ứng với cái từ đấy, nó chính là cái câu văn mà mình đã đọc trong cái cuốn sách, và nó sẽ lưu lại đây để mình đọc lại cái câu đó để nhớ lại được cái nội dung của cái từ mà mình đã tra. Ví dụ như là cái từ này chẳng hạn, cái từ này thì là mình đọc trong cái cuốn Bokutachi ni mono hichiyo này, là cái cuốn lối sống tối giản của người Nhật. Nếu như mà mình đã đọc xong cái từ này và mình thấy là mình đã nhớ được nó rồi, thì chúng mình có thể ấn vào cái nút là Shiutokuzumi, thì lần sau trong cái flashcards của mình nó sẽ không hiện cái từ này nữa. Tương tự như vậy, bây giờ mình không muốn chuyển sang dạng flashcard thì mình chuyển sang dạng là từng từ một, thì ấn vào kết thúc. Ví dụ như là cái từ này chẳng hạn, khi mà mình học đến, nếu như trong trường hợp mà mình đọc theo kiểu danh sách từ như thế này thì cũng tương tự như vậy, mình ấn vào từng từ thì nó sẽ có là cái từ trong từ điển thì nó đọc là gì này, ý nghĩa nó là gì này, rồi trong cái bài mình đã đọc, trong cuốn sách mình đã đọc thì nó gặp trong cái câu văn nào, và cái câu văn đấy thuộc trong cái quyển sách nào. Nhờ vào việc là có cái Tangocho này mà mình có thể ôn lại tất cả những cái từ mà mình đã đọc. Với cái cuốn Kindle này có một cái ưu điểm nữa mà mình nghĩ rằng là sẽ giúp cho chúng mình trục tập
tập trung hơn trong cái việc đọc sách. Thói quen đọc sách thì đến với mình khi mà có con. Từ trước thì mình cũng đã thích sách rồi, nhưng mà khi mà có con thì muốn hướng cho con cái việc là đọc sách nhiều hơn, thì mình cũng tập trung vào cái thói quen này hơn một chút. Nếu như mà mình dùng ở trên smartphone hoặc là dùng ở trên máy tính ấy, thì thỉnh thoảng là mình sẽ thấy là thứ nhất là mỏi mắt. Nếu như mà chúng mình đọc ở trên điện thoại hoặc là trên máy tính bằng những cái file PDF thì sẽ khiến cho mình bị mỏi mắt nếu như mà đọc trong khoảng tầm 1-2 tiếng. Nhưng với chiếc máy Kindle này thì hoàn toàn không có cái việc đấy. Và với cái phiên bản Paperwhite này mà mình đang cầm ấy thì nó không bị đau mắt. Cũng như là buổi tối khi mà con đi ngủ rồi thì mình vẫn có thể cầm cái cuốn sách này lên để đọc được, vì là nó có ánh sáng ở trên màn hình và khiến cho mắt mình nó dịu đi và không bị ảnh hưởng gì đến mắt và không bị mệt cũng như không bị mỏi. Với cái cuốn Kindle này thì mình sẽ tập trung được vào trong cái việc đọc sách hơn. Ví dụ như là mình thỉnh thoảng mình đọc ở trên máy tính, trên điện thoại thì có Facebook này, có Messenger này, có tin nhắn của ai đấy về là sẽ ngay lập tức là mình bị phân tâm, đúng không ạ? Thì cái cuốn này thì nó có một cái ưu điểm là chỉ tập trung vào cái việc đọc sách thôi. Có là mình đang đọc sách là mình chỉ đọc sách. Thì cái này áp dụng theo đúng cái lối sống tối giản mà mình đang theo đuổi. Đó là mỗi một thời điểm thì mình chỉ tập trung vào một thứ, và khi mà hết cái thời điểm đấy thì mình mới làm những cái công việc khác, tập trung vào những cái công việc khác. Nhưng mà nó cũng có một, vì chính vì là mình có thể tập trung được nên là cái nhược điểm của nó là nó cũng chỉ đọc được mỗi sách thôi, và nó không có một cái tác dụng gì khác ngoài cái việc đọc sách cả. Có là mình bỏ ra khoảng tầm gần 3 triệu chỉ để đọc sách thôi. Và nếu như mà thực sự mình có hứng thú với nó, thực sự là mình muốn đọc sách để mở mang kiến thức và học hỏi, thì hãy đầu tư cái máy Kindle này nhé. Thực sự khi mà đầu tư cái cuốn sách Kindle này thì mình thấy không hề hối tiếc một chút nào, mặc dù lúc mua thì nó cũng hơi đắt một chút. Mình mua là 2.850.000, và bạn mình thì đang bán, nếu như mà bạn nào mà muốn là mua nó với giá rẻ và có bảo hành thì hãy liên lạc với mình sẽ giúp các bạn mua nhé. Những cái cuốn sách mà mình đã đọc ở đây thì hầu hết là trên đã mua, đã lấy về từ trên Amazon, và cái định dạng của nó là phù hợp với cái cuốn này. Thì nếu như mà các bạn mua qua sự giới thiệu của mình thì mình sẽ chia sẻ những cái cuốn sách đấy cho mọi người để cùng nhau đọc sách tiếng Nhật nhé. Thực ra cái việc này thì cũng không được tốt lắm, tại vì là sẽ khiến cho mình không được tự ý phát tán những cái cuốn sách hay là những cái phần sách của tác giả. Tuy nhiên là với những cái cuốn sách nước ngoài ấy, thì mình cũng chưa có đủ khả năng để có thể mua được nhiều cuốn sách cùng một lúc, với cái giá tiền là khoảng tầm mỗi cuốn là khoảng tầm 1 sen, 2 sen đến 3 sen, thì tương ứng với tiền Việt Nam mình là khoảng tầm 200-300 nghìn, thì cũng khiến cho chúng mình đau đầu về cái việc là làm sao để có đủ tiền để mua nhiều cuốn sách. Thì là mình sẽ chia sẻ những cái cuốn sách này ở trong một cái group kín thôi, và mình mong là những cái cuốn sách mà mình mua sẽ có ích cho các bạn trong cái việc học tiếng Nhật. Thì những cái cuốn sách của mình đang đọc ấy thì hầu hết là Ehong cũng có này, Phát triển bản thân cũng có này, hầu hết là những cái cuốn phát triển bản thân và những cuốn Ehong. Thì đặc biệt là mình rất thích những cái cuốn sách mang tính cách là phong cách tối giản của người Nhật này, hoặc là những cái cuốn mà đã được dịch sang Việt Nam rồi. Thì khi mà mình đọc lại bằng nguyên bản bằng tiếng Nhật thì sẽ giúp cho mình hiểu cái cách nghĩ của người Nhật hơn này, rồi giúp cho mình cái khả năng phát triển ngôn ngữ, cái khả năng mà diễn đạt bằng cái ngôn ngữ Nhật trong cái câu văn hay là cái văn cảnh đó như thế nào. Đấy là tất cả những cái phần review cho cuốn Kindle này của mình. Nếu như mà bạn nào có quan tâm thì hãy inbox cho mình nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Ra nè!